màu ngựa màu nha. Dạ. Được không? Màu vàng, cho má màu vàng, cậu ba màu trắng. Quẩn đồ gì ra gì ra thế này? Mọi ơi, gì đây? Cậu ba gái. Wow, kẻ bóng ngon. À. Hai đứa ăn là nhóm ngày xưa đó. Vậy hả? Ờ, ăn đi, cho màu quý mão ăn nha. Trời ơi, nó rất đầy, nhưng mà nó giống kẻ bông gòn. Đúng không? Bông gòn thiệt á. Cho má thử miếng nha nè. Ổn không? Hấp luôn. Rồi tan, tan chảy trong miệng luôn. Đúng rồi. Bây giờ mũi, cái gì vậy? Bây giờ mũi ăn cái màu hồng phải không? Cậu ba với hai mão ăn cái màu trắng với màu ngựa mèo nha. Dạ. Được không? Màu vàng, cho má màu vàng, cậu ba màu trắng. Được không? Ê, màu hồng quá em. Màu mũi mà, đấy, thì nè, máu vàng. Máu màu vàng mà. Em bông ngon, ăn ngon quá, thật tổ á. Ăn giống màu, áo của mã đang mặc luôn. Ừ. Cậu ba ăn té của mão luôn. Ăn té của mão nữa. Đây màu trắng nha cậu ba. Đây mão bỏ vô một cục bự luôn. Còn cậu ba là còn nhiều nhất luôn nè. Còn nãy giờ chưa ai ăn. À, bỏ cho mão cục bự luôn. À, đó. Rớt luôn. Con ké chứ cậu ba. Rồi ăn ké đi. Ủa cũng mọi ăn hết rồi hả? Cục dạ. Màu hồng ăn hết hả? Trời ăn lẹ vậy. Tại vì con ghen hay mão á với cậu ba ăn chung đi kéo màu hồng của con cho nên con ăn hết nhanh đó. Bây giờ cho một mão một miếng cuối cùng nha, ăn nhiều quá nó ngọt quá nó bị ăn rồi nè. Rồi thôi con như đây chút để cho mẹ chí mồi ăn ha. Thôi nè nè nè. Ăn không rửa tay nha. Cái gì vậy? Mỗi dính hai ăn luôn đi. Gì mà cho người ta vậy? Mỗi dính hai ăn hết đi. Ăn bát đi mọi người. Còn miếng nè. Còn miếng màu vàng. Thơm ngon tới giọt cuối cùng á mọi. Thơm ngon tới miếng cuối cùng. Má ăn vậy? Mỗi ăn, má ăn đi, bỏ miệng ăn đi. Bảo giỏi nha, bảo mời nha. Bảo mời hết người này tới người kia. Chứ à. Anh em em mời em mũi. Mỗi trắng một cái à. Hai em tình thương quá thương á. Hai đút cho em rồi em đút cho hai. Chào tạm biệt hai anh em nha. Bye, bye.